Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Hai bên Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn chỉ một ngày sau khi thỏa thuận có hiệu lực. Ngày 28 tháng 11, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết không quân nước này đã không kích một cơ sở ở miền nam Lebanon, được cho là nơi lực lượng Hezbollah sử dụng để cất giữ rocket tầm trung. Theo tờ The Times of Israel, đây là hành động quân sự đầu tiên kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực một ngày trước đó. Israel cũng cho biết đã tấn công các mục tiêu được cho là các thành viên Hezbollah đang tiến vào một địa điểm ở miền nam Lebanon, cáo buộc đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Tổng tham mưu trưởng IDF Herzi Halevi nhấn mạnh, bất kỳ hành vi vi phạm nào sẽ bị xử lý bằng hỏa lực. Phản ứng trước động thái này, nhà lập pháp Hezbollah tại Quốc hội Lebanon, ông Hassan Fadlallah cáo buộc Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn. Israel đang tấn công những người dân trở về các ngôi làng biên giới. Israel đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Israel-Hezbollah, ông nói. Quân đội Lebanon sau đó cũng lên án Israel vi phạm thỏa thuận nhiều lần trong hai ngày 27 và 28 tháng 11. Theo các nguồn tin an ninh Lebanon và đài Al-Jadid, vụ không kích ngày 28 tháng 11 xảy ra gần thị trấn Beisaria, phía bắc sông Litani. Sau đó cùng ngày, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu cho biết ông đã chỉ đạo IDF chuẩn bị cho trường hợp giao tranh khốc liệt nếu thỏa thuận bị phá vỡ. Chúng tôi đang thực thi mạnh mẽ thỏa thuận ngừng bắn, nhưng nếu cần, IDF đã được chỉ đạo sẵn sàng cho một cuộc chiến toàn diện, kênh Channel 14 dẫn lời ông Netanyahu. Theo hãng tin Reuters, các cáo buộc qua lại giữa Israel và Hezbollah quét sâu thêm sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn, vốn được Mỹ và Pháp làm trung gian với mục tiêu chấm dứt cuộc xung đột. Thỏa thuận dự kiến có hiệu lực trong 60 ngày, tạo tiền đề cho một giải pháp hòa bình bền vững ở khu vực. Khi thỏa thuận ngừng bắn với Israel có hiệu lực, nhóm vũ trang Hezbollah, Lebanon bắt đầu những bước đầu tiên trên con đường phục hồi sau chiến tranh, được cho là vừa lâu dài, vừa tốn kém. Hezbollah ước tính số chiến binh nhóm này thiệt mạng trong 14 tháng giao tranh với Israel có thể lên tới vài nghìn người, trong đó phần lớn thiệt mạng kể từ khi Israel bắt đầu chiến dịch tấn công vào tháng 9. Nhóm này hiện rơi vào tình trạng cho đảo từ trên xuống dưới, ban lãnh đạo vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của lãnh đạo Seyed Hassan Nasrallah. Những người ủng hộ thì bị mất hết nhà cửa do các vụ đánh bom giải thảm của Israel ở vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, Lebanon. Dưới đây là một số thách thức mà Hezbollah phải đối mặt khi tìm cách vực dậy sau chiến tranh, theo hãng tin Reuters. Ông Hassan Fadlallah, một chính trị gia cấp cao của Hezbollah, nói với Reuters rằng ưu tiên hàng đầu sẽ là người dân. Những việc cần phải làm là bảo vệ người dân, giải quyết đống hoang tàn, đưa tiễn những người đã ngã xuống và sau đó bắt tay vào tái thiết, ông Fadlallah nói. Chiến dịch của Israel chủ yếu tập trung vào các khu vực được xem là thánh địa của người Hồi giáo dòng Shiite nơi Hezbollah có nhiều người ủng hộ. Những người này đã chịu tổn thất nặng nề, bao gồm những người vẫn đang điều trị các vết thương sau vụ tấn công của Israel vào các thiết bị liên lạc di động hồi tháng 9. Tôi có một người anh trai đã tử vì đạo, một người anh rể bị thương trong các cuộc tấn công nhắm vào máy nhắn tin và họ hàng của tôi đều đã tử vì đạo. Bị thương hoặc mất tích, bà Hara, một phụ nữ đến từ miền nam Lebanon, có nhiều người thân chiến đấu cho Hezbollah, chia sẻ. Chúng tôi muốn thu thập thi thể những người tử vì đạo và chôn cất họ. Chúng tôi muốn xây dựng lại nhà cửa, bà Hara nói thêm. Chiến dịch tấn công của Israel đã khiến hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, phần lớn trong số đó là cư dân ở các khu vực do Hezbollah kiểm soát. Một quan chức cấp cao Lebanon, am hiểu chiến lược của Hezbollah, cho biết ưu tiên hàng đầu của nhóm này sẽ là đảm bảo người dân có thể trở về và tái thiết nhà cửa. Hezbollah giống như một người bị thương. Liệu một người bị thương có thể đứng dậy và chiến đấu? Họ cần chăm sóc vết thương của mình trước, quan chức này nói với Reuters. Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabi Berri, một đồng minh thân cận của Hezbollah, kêu gọi cộng đồng người Shiite Lebanon đang định cư ở nước ngoài gửi tiền để hỗ trợ người dân mất nhà cửa, theo hai quan chức Lebanon. Quốc hội Lebanon cũng kỳ vọng các quỹ tôn giáo của người Shiite trong khu vực sẽ đóng góp đáng kể cho quá trình này. Vào 4 giờ sáng ngày 27 tháng 11, tức 9 giờ sáng cùng ngày giờ Việt Nam, thỏa thuận ngừng bắn 60 ngày giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah Lebanon do Mỹ và Pháp làm trung gian chính thức có hiệu lực, mở đường cho việc chấm dứt cuộc xung đột xuyên biên giới giữa hai bên kéo dài gần 14 tháng qua. Tuy nhiên, kênh Channel News Asia dẫn các phân tích và đánh giá từ các chuyên gia rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah nhiều khả năng khó có thể được duy trì, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết lệnh ngừng bắn đã được thiết kế để chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch.
Tôi hoàn toàn không tin rằng lệnh ngừng bắn này có thể kéo dài được 60 ngày, chứ đừng nói đến việc trở thành vĩnh viễn. Tôi nghĩ rằng còn có nhiều mối quan tâm, động lực và cam kết khác cần được quản lý và thực hiện tốt để thỏa thuận ngừng bắn trở thành vĩnh viễn. Ông Simon Rankin-Pratt, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Melbourne, Úc, nhận xét. Ông Pratt cũng chỉ ra rằng xung đột giữa Israel và Hezbollah sẽ không tái diễn sau 60 ngày nếu hơn 60.000 dân cư miền Bắc Israel, những người phải di tản khi chiến sự nổ ra, bắt đầu trở về nhà của họ ở khu vực gần biên giới Lebanon. Tuy nhiên, ông Pratt cho rằng chừng nào họ vẫn phải di tản, điều đó cho thấy tình hình an ninh vẫn còn bất ổn. Ông Semidor Nestorovic, giáo sư địa chính trị của Đại học Kinh doanh Essex ở Singapore cho biết, cả Israel và Hezbollah đều nóng lòng giải quyết thỏa thuận trước khi Tổng thống Mỹ đắc cử ông Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2025. Ông Nestorovic nói rằng cả hai bên đều rất quan tâm đến sự duy trì lệnh ngừng bắn vào thời điểm này. Tuy nhiên, ông Nestorovic lưu ý việc thỏa thuận ngừng bắn đang thiếu một ủy ban quốc tế hoặc giám sát viên quốc tế để theo dõi việc thực thi thỏa thuận. Ngoài ra, các nhà phân tích cũng cho biết vẫn khó có thể dự đoán thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cục diện xung đột Israel-Hamas ở dãy Gaza sắp tới. Chắc chắn có thể có tiền lệ do Israel tạo ra khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến với Hezbollah, ngay cả khi Hezbollah không bị tiêu diệt hoàn toàn. Đó có thể là tiền lệ tương tự khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Hamas, ngay cả khi Hamas không bị tiêu diệt hoàn toàn. Ông Pratt cho biết, ngay sau khi thỏa thuận giữa Israel và Hezbollah, lực lượng Hamas tuyên bố sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Vì vậy, có rất nhiều cách khác nhau để điều này có thể xảy ra với Gaza. Bạn có thể lạc quan hoặc bi quan. Bạn có thể lạc quan hoặc bi quan về điều đó. Ông Sedormi cho rằng trong vòng 60 ngày tới, Mỹ có thể sẽ làm hết sức mình để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza và trả lại tự do cho những con tin Israel còn lại. Nhưng chuyên gia Sedormi nhận xét điều này sẽ rất khó khăn hơn nhiều so với lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah, đặc biệt là nếu các nước trung gian như Qatar tiếp tục rút khỏi quá trình đàm phán. Hezbollah lần đầu lên tiếng sau thỏa thuận ngừng bắn với Israel. Ngày 27 tháng 11, nhóm vũ trang Hezbollah, Lebanon, nói rằng sẽ tiếp tục kháng cự và ủng hộ người Palestine, theo hãng tin Reuters. Đây là thông điệp đầu tiên mà Hezbollah đưa ra kể từ sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa nhóm này và Israel được công bố. Hezbollah không đề cập trực tiếp đến thỏa thuận trong tuyên bố mới nhất. Phòng điều hành của lực lượng kháng chiến Hồi giáo Hezbollah khẳng định rằng các chiến binh ở mọi lĩnh vực quân sự sẽ được trang bị đầy đủ để đối phó với tham vọng và các cuộc tấn công của kẻ thù Israel, theo tuyên bố của Hezbollah. Tuyên bố lưu ý rằng các chiến binh của Hezbollah sẽ tiếp tục theo dõi việc Israel rút quân ra khỏi biên giới Lebanon trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Israel chưa bình luận về tuyên bố của Hezbollah. Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah có hiệu lực từ 4 giờ sáng ngày 27 tháng 11 theo giờ địa phương. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.